Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học bài về phép nhân phân số nhé. Mình có hình vuông với độ dài mỗi cạnh là 1 mét. Bạn hãy tính giúp mình diện tích của hình này đi nhé. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Giờ mình sẽ chia cạnh này ra thành 3 phần nhỏ và lấy 2 phần. Còn cạnh này thì mình chia ra thành 5 phần và lấy 4 phần. Ghép 2 phần lại thì mình có được hình chữ nhật này. Bây giờ mình sẽ cùng đi tính diện tích của hình được tạo bởi 2/3 m và 4/5 m này nhé. Muốn tính diện tích hình chữ nhật thì bạn làm phép tính gì vậy? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Do bạn chưa học cách nhân hai phân số, nên mình sẽ hướng dẫn bạn từ từ nhé. Bạn có biết mỗi hình nhỏ này có diện tích bao nhiêu không? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Hình lớn này có diện tích là 1 mét vuông và gồm có 15 ô nhỏ. Nên mỗi hình nhỏ có diện tích là 1/15 m² nhé bạn. Còn hình này thì có diện tích bao nhiêu vậy bạn? Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Hình này gồm có 8 ô nhỏ và mỗi ô có diện tích là 1/15 m², nên hình này sẽ có diện tích là 8/15 nhé bạn. Vậy là kết quả của phép nhân hai phân số này là 8/15 đó bạn. Nhưng mà bạn có biết làm cách nào để chúng ta có được 8/15 không? 8 có được từ 4 × 2. Còn 15 có từ 5 × 3 bạn ạ. Vậy là muốn nhân hai phân số thì bạn lấy tự số nhân với tự số và mẫu số nhân với mẫu số nhé. Bạn xem lại bài học để nhớ hơn về cách nhân hai phân số nhé bạn. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Hẹn gặp các bạn vào ngày mai nha. Tạm biệt bạn. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm.
Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Một hình chữ nhật có chiều dài 6/7 mét và chiều rộng 3/5 mét. Tính diện tích hình chữ nhật đó. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi. Bạn giỏi lắm.